Hi guys, welcome to my channel, lại là mình Bonnie đây. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đến hai địa điểm. Một là đi đạp xe ở chỗ đường Tung Phong ở xứ Cang. Và đoạn sau đến buổi chiều thì sẽ đi ngắm khinh khí cầu. Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên tổ chức ở Đài Trung cũng ở xứ Cang luôn. Hãy cùng đồng hành với mình trong chuyến đi này nhé. Bây giờ đã là tháng 9 rồi nên cảm giác mùa thu thật là rõ rệt. Thời tiết rất là dễ chịu luôn. Và hôm nay thì mình đi đạp xe ở chỗ Tung Phong Chư Sỉnh Trơ Lùi Hẳng, có nghĩa là chỗ đường đạp xe ở Tung Phong. Thì ở chỗ này có cho thuê rất là nhiều loại xe đạp luôn. Các bạn có thể đến đây để thuê xe này. Có cả xe điện, rồi là xe đạp đôi, xe đạp đơn, nhiều kiểu lắm. Hai bên thì có rất là nhiều cây xanh luôn. Đoạn đường tàu cũ tên là đình Tan Duy Thái, người ta đã cải tạo thành một chỗ điểm du lịch cho người ta đến tham quan. Hiện tại thì không còn sử dụng nữa. Đoạn này thì có hẳn cái bản đồ để đi đạp xe ở chỗ này sẽ ghé qua những địa điểm gì, nên các bạn nhớ là hãy xem qua rồi đi tiếp nhé. Điểm tiếp theo cũng chính ở trên cái đoạn đường này luôn, chính là đoạn cây cầu tình yêu. Ở đây thì mình thấy mọi người còn có cả mua cả móc khóa đến khóa rồi. Ở phía trong còn có cả một cái bảng viết những điều nguyện ước nữa. Đoạn này các bạn có thể cho cá ăn, mỗi lần chỉ 10 khoai thôi thì có thể mua được một hộp bé bé. Không những cá mà cả chim, gà gì cũng ăn cái đồ này luôn. Ở đây chim bồ câu cũng cực nhiều luôn ý.
Sau khi chơi ở chỗ Kemerup thì cứ đạp xe tiếp thì sẽ đến đoạn có chỗ cây xoài 100 tuổi. Cây xoài này super to luôn. Và ở cạnh nó là một đôi đền thờ thổ địa. Nghỉ ngơi một lát, đến đoạn tiếp theo chính là cây cầu mấy chữ thìa chéo. Ở chỗ này các bạn có thể dừng rồi ngắm cảnh xung quanh, cũng rất là thích luôn. Đoạn đường này có nhiều cây nên mình rất là thích. Tại vì vừa đạp xe vận động lại vừa được hít thở không khí trong lành. Đoạn này đến điểm cuối rồi nè, ở đây chính là Tung Sư Khơ Cha Huấn Hoa Yuan Trụ, là một cái bảo tàng văn hóa. Và ở xung quanh thì người ta có bán nhiều đồ ăn uống nhỏ nhỏ. Có thể nghỉ ở đây một tí rồi lại đạp quay về. Quán cà phê xinh xinh này tên là Liêu Tại Y Shu Thiên Yuan Cà Phê. Quán cà phê rất là dễ thương luôn, mà đồ uống vừa ngon vừa rẻ. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi thì mình di chuyển đến địa điểm tiếp theo, chính là chỗ để ngắm khinh khí cầu. Hôm nay gió to quá nên đáng lẽ là người ta sẽ cho khinh khí cầu bay từ lúc 4 giờ rưỡi, nhưng đến tận 5 giờ 10 thì người ta mới bắt đầu bơm lên được và có thể bay lên. Đây là lần đầu tiên tổ chức lễ hội khinh khí cầu ở thành phố Đài Trung nên là chỉ có 3 quả khinh khí cầu thôi. Hôm nay mình đến xem thì tổng cộng có 3 quả thì người ta bơm lên được cả 3, nhưng mà chỉ có 2 quả bay lên được do là tại gió to quá.
Có, người ta có bán vé để lên ngồi khinh khí cầu này nhưng mà đã hết từ kiểu tờ mờ sáng rồi. Mọi người đã xếp hàng từ lúc 2 giờ sáng cơ. Chắc bay lên cũng tầm được khoảng tầm 5 đến 7 phút thì đi xuống. Sẽ mất tầm 500 đại tệ. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của mình nhé. Nhớ like và subscribe cho channel của mình. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.